An Khang, siêu thị máy tính chính hãng. Với 8 năm phát triển, An Khang đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ laptop, máy tính và linh kiện ở Hà Nội và cả miền Bắc. Với những bước tiến mạnh mẽ trong dịch vụ khách hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh đã giúp An Khang giữ được vị thế tốt trên thị trường bán lẻ máy tính. An Khang hiện có 2 cơ sở chính và gần 50 nhân viên nhiệt huyết tại Hà Nội. Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và bán buôn các sản phẩm laptop, PC và cả linh phụ kiện ngành máy tính. Thương hiệu An Khang trong nhiều năm qua đã được người tiêu dùng tin tưởng và gây dựng được chỗ đứng vững chắc không chỉ trong lĩnh vực bán lẻ mà còn cả bán buôn, cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng, công ty cùng ngành toàn miền Bắc. Được thành lập trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều biến động năm 2009, song với bề dày kinh nghiệm của ban lãnh đạo và sự nỗ lực của cán bộ nhân viên với trên 90% nhân viên trình độ cao đẳng đại học, nay An Khang đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng, An Khang hiện là siêu thị bán lẻ laptop, máy tính, PC hàng đầu ở Hà Nội và miền Bắc. An Khang 210 Thái Hà là cơ sở bán lẻ nằm trên con phố máy tính sầm uất, gần ngã tư Thuận Tiện giao thông với tổng diện tích lên tới 250m². Cơ sở bán buôn và trụ sở giao dịch khác của công ty nằm trên phố Trần Quang Diệu với tổng diện tích là 350m². Chúng tôi phân phối hàng chính hãng, các sản phẩm laptop được bảo hành trên toàn quốc, đổi mới trong 15 ngày và vận chuyển nội thành miễn phí. Ngoài mảng laptop chủ lực, An Khang còn cung cấp đa dạng các thương hiệu màn hình và các loại linh kiện máy tính như Kingston, Western Digital, Hingmax, Intel, Logitech. Các sản phẩm như TV cũng rất được ưa chuộng trong mùa bóng đá và dịp Tết Nguyên đán. Gần đây, dù thị trường bán lẻ laptop trên toàn quốc đã sụt giảm đáng kể, cụ thể là tính đến 9 tháng đầu năm 2016, thị trường laptop đã giảm 11% về số lượng và 7% về giá trị doanh thu. Tuy nhiên, An Khang vẫn có tỷ lệ tăng trưởng cao ở mức trên 2 con số. Với tâm niệm xây dựng văn hóa công ty vui vẻ, đoàn kết và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhân viên, bà giám đốc đã trực tiếp quan tâm và tổ chức nhiều chương trình giao lưu cùng cán bộ nhân viên hàng tháng. Mỗi năm công ty chúng tôi đều có những sự kiện du lịch, tổ chức sinh nhật, giao lưu ăn uống và nhiều hoạt động cộng đồng khác. Vì thế mà các nhân viên của An Khang luôn hiện hữu nụ cười trên môi. Hiện nay, An Khang cũng liên tục được các đối tác là những tập đoàn điện tử hàng đầu như hãng Dell, Asus, MSI, Intel, Samsung, Logitech tặng nhiều cúp và kỷ niệm chương, ghi nhận là đối tác chiến lược đại lý xuất sắc. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2016 vừa qua, An Khang cũng vinh dự nhận cúp và kỷ niệm chương từ sự kiện Tôn vinh sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng do Bộ Công Thương tổ chức. An Khang, siêu thị máy tính chính hãng, sản phẩm, dịch vụ vì quyền lợi khách hàng.